Chèn hình ảnh trên phiên lan như thế này, các bạn đã biết chưa? Nghe chưa biết, cùng làm với mình ha. Ở giao diện của TikTok các bạn ấn vào dấu cộng ha. Tiếp tục các bạn chọn là like. Rồi các bạn chọn doanh nghiệp. Ở doanh nghiệp này các bạn chọn là thêm sản phẩm. Tiếp tục các bạn chọn là biển quảng cáo. Rồi các bạn chọn hình ảnh. Tiếp tục các bạn chọn và hiển thị ảnh. Ở đây mình tìm hình ảnh của mình, vậy là xong. Đây là bức ảnh mình vừa chèn vô ngay các bạn, rất là đơn giản ha. Phạm Tâm chia sẻ hết mình, nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.